Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu đến các bác vài mẫu mắt kính size nam và size nữ. Tất cả đều đồng giá là 100.000 trên mỗi cái. Các bác có nhu cầu mua hàng càng xem ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Giá bán rất là mềm, chỉ có 100.000 một cái, nên các bác có thể mua vài cái để mình đeo và thay đổi hàng ngày. Trên những cái mắt kính này, có cái thì có độ, có cái thì không có độ và có cái thì không có cái tròng. Nên các bác mua về, mình đeo nếu thấy phù hợp hình để vậy mình xài. Còn nếu thấy không phù hợp, mình thay tròng để phù hợp với nhu cầu của mình nha. Tất cả các mẫu mắt kính bên em bán ra đều là hàng bãi Nhật, tức là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho các bác tham khảo. Các bác ưng ý mẫu nào thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để nhân viên em tư vấn và chốt hàng. Đây là mẫu mắt kính size nữ có mã số 1A, giá bán là 100.000. Ngoại hình còn đẹp tầm 90-95%. Và bây giờ em sẽ quay ngoại hình cho các bác tham khảo. Trồng có độ nên các bác có thể mua về để gì mình xài, hoặc là mình thay trồng khác theo nhu cầu. Make in Austria, sản xuất tại Áo, ngoại hình đẹp tầm 90-95%, 130-52-15. Tiếp theo, đây là một cái gọng kính size nữ có mã số 2A, giá bán là 100.000. Các bác mua về, mình gắn trồng vào theo nhu cầu. Make in Austria, sản xuất tại Áo, ngoại hình đẹp tầm 90-95%, 130-52-15. Made in Austria, mắt kính này được sản xuất tại Áo. Đây là gọng mắt kính không có tròng, có mã số 3A, giá bán là 100.000. Càng kính là 140, đến từ thương hiệu Lauren, sản xuất tại Italia. Đây là mắt kính mát size nữ có mã số 4A, giá bán là 100.000. Đây là mắt kính size nữ có mã số 5A, giá bán là 100.000, trồng có độ, ngoại hình đẹp tầm 90%. Đây là mắt kính có mã số 6A, đẹp tầm 90-95%. Mắt kính size nữ, gọng đồ mồi. Đây là mắt kính size nữ có mã số 7A, giá bán là 100.000, đến từ thương hiệu Rodentop. Đây là mắt kính size nữ có mã số 8A, giá bán là 100.000. Mắt kính size nữ gọng kim loại, trồng có độ. Đây là mắt kính có mã số 9A, giá bán là 100.000, trồng có độ, gọng kim loại. Đây là mắt kính size nam có mã số 10A, giá bán là 100.000, trồng có độ, gọng kim loại. Đây là mắt kính có mã số 11A, giá bán là 100.000, trồng có độ. Tiếp theo, đây là mắt kính size nam có mã số 13A, giá bán là 100.000, trồng có độ. Thật sự với giá bán chỉ có 100.000 thì các bác đã sở hữu được một cái mắt kính hàng bãi Nhật đẹp, xịn và chất lượng như vậy rồi. Rất rất là mềm, trồng có độ nên các bác mua về mình thay lại trồng khác theo nhu cầu giúp em. Đây là mắt kính có mã số 14A, giá bán là 100.000, trồng có độ, gọng kim loại, sản xuất tại Germany, sản xuất tại Đức. Đây là mẫu mắt kính có mã số 15A, giá bán là 100.000, kính mát size nam, gọng nhựa. Và tiếp theo, đây là mắt kính có mã số 16A, giá bán là 100.000,
do rất là mềm. Mình đã sở hữu một cái mắt kính thương hiệu hàng bãi Nhật như vậy rồi. Đây là mắt kính có mã số 17A, trồng kính mát, gọng kim loại, giá bán là 200.000. Đây là gọng mắt kính không kèm trồng, có mã số 18A, giá bán là 200.000, ngoại hình đẹp chăn chát tầm 90-95%. Gọng kim loại không có trồng nên các bác mua về mình cắt trồng theo nhu cầu, giá bán là 200.000, ngoại hình đẹp xuất sắc như vậy. Đây là mắt kính có mã số 19A, giá bán là 200.000, trồng có độ, gọng kim loại, ngoại hình mới đẹp chăn chát. Đây là mắt kính size nam có mã số 20A, giá bán là 200.000.